nên xài Thunder Tàu hay là Thunder Mỹ? Thì cái câu trả lời ngày hôm nay sẽ giải đáp những cái thắc mắc cho những bạn mà mới bắt đầu vào nghề nha. Thì đầu tiên mình phải, cái nào nó cũng phải có ưu điểm và nhược điểm đó. Đầu tiên về cái chất lượng thì Thunder Mỹ chắc chắn nó phải cao hơn rồi. Cái chất lượng nó cắt, độ bền nó cắt rất là ok, độ sắc bén, độ ngọt nó tốt hơn. Nhưng mà cái khuyết điểm lớn nhất của nó là giá thành nó hơi cao. Một cái Thunder Mỹ nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu mấy cho đến 4-5 triệu. Trung bình những cái Thunder One trung bình thôi, còn những dòng cao cấp, những dòng limited thì mình không có tính nữa nha. Còn Thunder Tàu thì nó sẽ rẻ hơn, cái giá thành nó sẽ ok hơn, nó sẽ dễ tiếp cận với nhiều bạn hơn. Và giá thành nó cũng sẽ rẻ nữa. Đó là cái nào nó cũng sẽ ưu và nhược điểm riêng. Nhưng mà nếu mà mình là một người có làm nghề lâu, có cái điều kiện kinh tế tài chính tạm ổn, tức là mình nói là tạm ổn thôi, thì mình nên dùng Thunder Mỹ. Tại vì cá nhân mình thấy là Thunder Mỹ cái thời gian sử dụng nó bền hơn Thunder Tàu rất là nhiều. Thunder Tàu hồi xưa mình xài sao nó hư suốt à. Mặc dù ngày sau này, thời sau này, cái thời mà ông Tập Cận Bình lên để quản lý đất nước thì những cái sản phẩm của Trung Quốc á nó tốt hơn là ngày xưa rồi. Cái thời ông Hồ Cẩm Đào thì cái hàng Trung Quốc nó dở tệ luôn. Nhưng mà sau này nói chung là nó đỡ hơn, nhưng mà để chất lượng được kiểm định như là Thunder Mỹ thì thực sự là rất là khó để nó bằng được. Ai mà cắt rồi thì mọi người sẽ biết. Nhìn á thì có vẻ bật lên thì nó cũng giống nhau, nhưng mà cái độ chém á nó không có bằng nhau được. Nó không có ngọt bằng cái Thunder Mỹ. Khi Thunder Mỹ đẩy thì nó sẽ bóng hơn. Nhưng các bạn lưu ý với mình một vấn đề này, cắt đẹp hay xấu là do cái người thợ, do cái tay nghề, chứ không phải là do cái Thunder. Mình là người sử dụng Thunder Mỹ rất là nhiều, dường như những cái dòng Thunder One thì đa phần gần như là khoảng tầm 90% thì mình đã từng sử dụng hết rồi, kể cả dòng điện hoặc là những dòng collet. Collet là dòng pin á, thì mình đã sử dụng nhiều hết rồi. Nhưng sau này mọi người xem những video của mình thì thấy mình cũng, thậm chí mình cũng có thể cầm những cái Thunder Tàu của học viên để mà cắt tóc, để mà chia sẻ này kia luôn. Mình không có phân biệt cái chuyện Thunder hay cái đẹp hay xấu là do mình. Ví dụ mình cắt xấu là do mình cắt xấu thiệt nha. Còn mà cái Thunder nó chỉ hỗ trợ mình một phần thôi. Nếu mình xài cái Thunder Mỹ, mình cắt cái nó ngọt, nó bóng bẩy, nó đẹp liền thì mình đỡ mất thời gian hơn thôi. Còn Thunder Tàu nó chém không bằng thì bắt đầu là mình để nhiều lần thì nó cũng tốt. Chứ không phải là quan trọng các bạn phải xài Thunder Mỹ nó mới cắt đẹp, Thunder Tàu là cắt xấu rồi. Những đứa mà đổ lỗi là do Thunder Full Bass và cắt xấu là tại vì nó cắt xấu thiệt, nó mới mượn cớ nó đổ lỗi thôi. Còn tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế, là tùy thuộc vào cái tính chất công việc của mình, là tùy thuộc vào môi trường làm. Nếu các bạn cắt ở quê, người lao động, người nông thôn nhiều, những cái mái tóc mà đặc biệt là những người như gọi là họ làm người sân nước á, cái đầu tóc nó rất là bụi, hoặc là những cô chú đi làm đồng về đầu tóc nó rất là dơ và họ cắt xong để mà họ về đi tắm rửa luôn á, thì mình ở quê giá thành nó cắt rẻ, không có gội xả trước khi cắt, thì mọi người dùng Thunder Tàu được rồi. Tại giá thành dưới quê nó rẻ mà, mình mua một cái Thunder vài triệu mà cắt với cái giá cắt tóc, và cắt tóc cả mặt người ta giống như quê mình mới có 25-30 ngàn thì chết luôn. Nên không biết chừng nào mới lấy lại vốn được cái Thunder, nên mình khuyến khích mọi người cắt Thunder rẻ thôi. Còn ở Sài Gòn, những cái đơn vị, những cái thành phố lớn á, mà cái giá thành của mình nó cao hơn tí thì mình dùng những cái Thunder Mỹ thì nó sẽ tốt hơn. Và kể cả ở quê vậy, nếu mà các bạn đam mê thì các bạn cũng có thể sắm cho mình một vài con, có thể là có kinh tế hơn thì sắm nguyên bộ để mà dùng đồ nghề cho mình. Và đặc biệt cái cá nhân mình thấy, nếu mà sử dụng hàng Mỹ thì thời gian tính ra nó vẫn lợi hơn là mình xài những con Trung Quốc, theo cá nhân mình là thấy thế ha. Mặc dù đồ tạo sau này nó cũng rất là tốt rồi, và đây là cái cảm quan của mình, nó có thể đúng có thể sai, mình là một cái khía cạnh của một người thợ làm nghề và sử dụng đồ nghề thôi. Và đây là cái chia sẻ cho mọi người về Thunder Mỹ và Thunder Tàu ha. Chào tạm biệt mọi người, nếu mà xem hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường nhé. Bye bye mọi người rất nhiều.